Thưa quý khán giả, từ nhựa resin kết hợp với gỗ, cộng với sự khéo léo sáng tạo không ngừng, các nhà thiết kế đã tạo ra nhiều mẫu sản phẩm trang sức độc đáo, mới lạ, nhằm phục vụ cho nhu cầu yêu thích sự tinh tế và độc đáo của các bạn trẻ hiện nay. Trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống ngày hôm nay thì Hải Chuyên mời khán giả chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những mẫu trang sức được thiết kế từ nhựa resin. Về nhựa resin thì nhựa resin tự nhiên thì có từ được tìm từ thế kỷ thứ 18. Còn dạng nhựa resin tổng hợp ở trong phòng thí nghiệm thì cuối thế kỷ 18, chính đầu thế kỷ 20 thì bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Ứng dụng vào đồ trang sức thì khoảng 5-7 năm gần đây thì nó trở thành một cái phong trào rất là lớn trên thế giới, dùng nhựa resin để thiết kế trang sức. Làm quen với vật liệu nhựa resin thì mình cũng biết khá lâu rồi, nhưng mà một lần tình cờ khoảng 2 năm trước thì mình có vô tình xem một cái clip mà có một anh làm cái một cái quà tặng từ gỗ với resin kết hợp với nhau, thì từ đó mình có cái cảm hứng và quyết định dấn thân vào cái việc nghiên cứu sâu hơn cái nhựa resin với gỗ. Từ lúc bắt đầu nghiên cứu vào vật liệu đó thì khoảng một năm sau mới có được gặt hái thành công. Còn lúc đầu thì cũng có rất nhiều khó khăn, dù là mình đã hiểu biết về vật liệu, nhưng mà cái những yếu tố ảnh hưởng như mình không lường trước được, như là thời tiết hoặc là cách xử lý các cái vật liệu mình tìm được. Bị mê hoặc bởi các sản phẩm trang sức làm từ nhựa resin, nhà thiết kế Hà Huyền Trân đã mày mò nghiên cứu cách chế tác. Những mô hình đại dương, hoa khô, cỏ khô được bọc nhựa resin do chị thiết kế mang đến nhiều bất ngờ cho người thưởng lãm. Bản thân mình cũng tham gia vào thiết kế thì mình nhận thấy là cái nhựa resin có một ưu điểm lớn là nó có tính trong suốt rất là cao. Cho nên nhà thiết kế sẽ dựa vào đó để đặc tả được cái hình khối cũng như là màu sắc xuyên sáng của nó tốt. Nhựa này thì hiện tại là toàn bộ là nhập ở nước ngoài. Và đặc biệt là nhựa mà dùng cho trang sức thì nên là chọn cái loại chuyên dùng cho trang sức của các cái hãng sản xuất cao cấp. Ở Việt Nam thì không có cái nhà sản xuất. Cái dòng thứ hai nữa là có thể nhập từ Nhật. Hiện nay thì khá nhiều bạn trẻ, các bạn ở giới văn phòng thì rất là yêu chuộng cái việc sử dụng nhựa resin. Trang sức nhựa resin thì dùng resin có thể ứng dụng vào rất là nhiều thể loại thiết kế trang sức để mà đi dạo phố hoặc là làm quà tặng cũng như là làm những cái trang sức biểu diễn. Thế mạnh độc đáo của nó duy nhất là nó được thiết kế không phải là thiết kế hàng loạt mà là nó thiết kế theo từng mẫu và duy nhất chỉ có mẫu đó thôi, cho nên người nhận được cái sản phẩm và đeo sản phẩm đó cảm thấy đó là cái sản phẩm của riêng mình. Đối với cái việc sản xuất trang sức từ nhựa resin thì nó khá là mất nhiều công đoạn. Thì công đoạn đầu tiên là công đoạn thiết kế. Thì việc thiết kế sản phẩm thì đôi khi mình cũng không lường trước được. Ví dụ như mình đã có cái ý tưởng thiết kế trên giấy nhưng mà ra đến cái thực tế trên cái vật liệu cụ thể thì cái ý tưởng nó có thể biến đổi. Và cái thứ hai nữa là ở cái khâu mà đổ nhựa, đúc nhựa thì nó cần mình đòi hỏi là phải có cái kỹ năng tốt, chứ nếu không thì sản phẩm nó không đạt được tính trong suốt. Đến ba công đoạn, thứ nhất là thiết kế và thứ hai là mình đúc, thứ ba là phải mài dũa và đánh bóng để xử lý hoàn chỉnh. Công đoạn khó nhất của nó là cái công đoạn xử lý cuối, tức là phải đánh bóng sản phẩm. Thì từ một cái khối gỗ khi mà đúc xong thì nó mờ, nó không có bóng được như mình nhìn thấy, nó không hoàn toàn, mình không nhìn được cái sản phẩm đầu cuối nó như thế nào hết, mình phải tự tưởng tượng. Và đến cái khúc cuối thì phải mài rất là lâu và phải thực sự rất kiên nhẫn, chứ nó không như các cái khâu khác là đúc một cái là ra. Về màu sắc thì hiện tại có khoảng 10 màu có sẵn.
Nhưng mà về quy tắc pha màu thì mình không ngại, tức là từ 10 màu đó mình pha rất là nhiều màu khác. Và màu thì có thể là vẽ lên, nhưng mà cái cách vẽ như mà người ta vẽ cá 3D thì nó hơi đơn giản. Mình dùng cái phương pháp là nhìn cái khối màu nó quyện lại với nhau để ra nguyên cái khối 3D của màu thì nó sẽ đạt hiệu ứng cao hơn. Nếu mà không có màu sắc á, thì cái khối resin nó chỉ là một khối trong suốt như thủy tinh và nó không có biểu đạt được cái ý đồ thiết kế. Cho nên có thể nói màu sắc là yếu tố tiên quyết để quyết định cái độ đẹp của sản phẩm. Hợp với gỗ thì gỗ cũng phải có khâu xử lý riêng của nó, là phải sấy qua đạt điều kiện tiêu chuẩn thì mới làm. Mình phải chọn những, hầu hết là mình chọn loại gỗ quý có độ cứng cao, hình thù với bề mặt của cái gỗ đẹp và có vân đẹp. Hiện tại thì có một số nhà sản xuất là họ sản xuất sẵn khuôn, sẵn một số thứ rồi thì mình có thể mất khoảng nửa tiếng để mình làm một cái sản phẩm đơn giản. Nhưng mà đối với những sản phẩm cần thiết kế, cần kết hợp giữa gỗ với resin thì mất ít nhất là 3 ngày cho đến 1 tuần. Chẳng hạn như khối gỗ này thì mình mất khoảng 3 ngày để làm. Tuy là nó khá là đơn giản, nó chỉ có một khối đơn giản. Những cái mô hình bên trong này là bao gồm gỗ ghép lại cộng với những cái lá vàng và kết hợp với màu sắc ở trong resin. Mình làm mô hình trước mình bọc lại, dù mình làm hoa hay mình làm những chiếc thuyền hay là gì đó, mình cũng đều làm thao tác tạo hình trước. Rồi sau đó làm cho nó khô hoàn toàn rồi mình mới bọc resin lại. Khi mà làm vật liệu này thì trước hết người thực hiện không phải chỉ là một người thợ. Ngoài việc có cái kỹ năng, tất cả cái kỹ năng thao tác của một người thợ về hiểu vật liệu, hiểu cách xử lý gỗ, hiểu cách xử lý tất cả các vật liệu mình nhặt về được, thì người thực hiện buộc phải là người thiết kế, hiểu về bố cục trong mỹ thuật như thế nào, rồi hiểu về màu sắc, hiểu về tất cả các yếu tố liên quan tới mỹ thuật thì mới có thể thực hiện được. Một sản phẩm đẹp thì trước hết là cần phải đạt về yêu cầu về vật liệu phải đẹp, và thứ hai là bố cục của sản phẩm là phải đạt yêu cầu mỹ thuật, và thứ ba là màu sắc và độ trong suốt của sản phẩm phải tốt. Để có được những món trang sức làm từ nhựa resin đẹp lung linh, người thiết kế phải dành nhiều tâm huyết thực hiện sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều phải có ý tưởng riêng, không bị lặp lại. Chất liệu nhựa resin là chính, các vật liệu bên trong như san hô, cây khô, lá vàng, tùy theo thiết kế mà sắp đặt hài hòa, tất cả đều được xử lý khô ráo mới được bọc nhựa, tạo nên một khối trong suốt có hình ảnh đẹp mắt. Hình ảnh biển cả, đại dương thường sử dụng trong các mẫu thiết kế. Màu xanh của biển tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Hiện tại thì nhựa resin có thể làm được rất là nhiều thứ, nhưng mình chỉ mới đang khai thác ở cái mảng là làm trang sức. Thì ở trang sức ứng dụng vào rất là nhiều, vào trang sức sử dụng hàng ngày, đi tiệc, nhẹ thì ứng dụng rất là cao. Đối với trang sức này thì mình nên kết hợp với trang phục đơn giản thôi. Đừng có mặc trang phục nhiều hoa lá quá thì nó không có nổi bật được cái trang sức mình ra. Đối với trang sức này thì do màu sắc nó khá là đẹp rồi, cho nên là mình nên sử dụng các cái trang phục phối hợp màu sắc đơn giản thôi. Gặp bạn bè cà phê thì có thể đeo một chiếc nhẫn cá tính mà mình thích, một sợi dây chuyền nhẹ kết hợp với trang phục. Trang sức này sẽ tạo nên một cái điểm nhấn để cho bạn trở nên tinh tế và lịch lãm hơn. Xu hướng sử dụng trang sức làm bằng tay ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Những chiếc dây đeo, vòng tay, nhẫn làm từ nhựa resin đáp ứng được nhu cầu của người thích sự tinh tế. Hình ảnh lạ, màu sắc đa dạng của dòng sản phẩm này
là điểm nhấn trên trang phục, tạo sự thanh lịch cho người sử dụng trong các buổi tiệc, dạo phố hoặc gặp gỡ đối tác bạn bè. Những người thích sự năng động hiện đại cũng có thể tìm cho mình nhiều sản phẩm ưng ý, bởi sự trong suốt của dòng trang sức này cũng sang trọng không kém thủy tinh hay pha lê. Cái xu hướng bây giờ người ta quan tâm đến tự nhiên, cái vẻ đẹp tự nhiên, thì cái sản phẩm này thì nó mang cái tinh thần rất là thân thiện, gần gũi. Tôi chọn cái sản phẩm này bởi vì cái tinh thần có trong cái sản phẩm nó là một cái vẻ đẹp tự nhiên, nó rất đặc biệt đối với tôi. Tại vì khi mà mình nhìn một cái landscape ở trong cái thiết kế thì nó gợi cho mình cái cảm xúc, giống như là cái cảm xúc mình thân thuộc, giống như là hình ảnh của tự nhiên hay là trên bãi biển v.v. thì nó làm cho mình cái sự gần gũi. Lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với lại cái trang sức này á thì thấy rất là lạ và ấn tượng. Khi mà mình đi tiệc á, mình mặc đồ mình lựa chọn trùng hợp với lại cái trang sức thì nó tạo lên, nó tôn lên được cái sự sang trọng của mình, và nó cũng ấn tượng với lại khi mà cái người tiếp xúc với mình cũng người ta cũng sẽ thấy thích. Tại vì tôi thấy là những cái bộ trang sức này nó là mỗi kiểu là một cái hình ảnh riêng, nó không có sự trùng lập, và lại những cái bộ trang sức này thì lại rất là dễ để tôi phối hợp với những cái bộ trang phục của mình. Nhẹ nhàng cũng được mà cá tính cũng được, rất là dễ và rất là đẹp, độc lạ. Thật ra những cái sản phẩm này đối với tôi là mỗi cái sản phẩm nó giống như là một cái thế giới thu nhỏ. Có khi là một bộ sưu tập biển, hoặc có khi là một bộ sưu tập về rong rêu chẳng hạn. Thì khi mà buồn á, tôi thường thích ngắm nhìn nó ở dưới đèn của mặt, dưới ánh sáng mặt trời á, thì cảm giác là ánh sáng chiếu vào nhìn rất là đẹp, giống như tay mình đang được giữ một cái thế giới thu nhỏ. Đối với những cái loại nhựa resin mà sản xuất không chuyên dùng cho việc sản xuất trang sức thì nó sẽ bị hóa vàng sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cho nên là khi mà chế tác trang sức thì nên chọn cái loại mà nhà sản xuất khuyến ghi rõ là dùng cho sản xuất trang sức và nó sẽ không bị hóa vàng theo thời gian. Đối với khối nhựa khi hoàn thành xong rồi thì nó gần như là vĩnh viễn. Nó như là một cái khối cầu bóng, cho nên là việc vệ sinh lau chùi thì cũng khá là đơn giản. Còn trong trường hợp mà vì một cái sự cố nào đó mà nó bị trầy thì có thể cầm tới nhà sản xuất và họ sẽ đánh bóng lại. Với sự tinh tế, trang sức từ nhựa resin rất thích hợp để làm quà tặng cho người thân bạn bè. Cầu kỳ trong cách thực hiện sản phẩm, đây cũng có thể là vật trang trí. Chúng ta có thể nhìn ngắm, đắm chìm trong sự tưởng tượng bay bổng. Chắc chắn người xem sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị, vừa thư giãn, giải trí, vừa có thể giải tỏa những áp lực sau thời gian làm việc căng thẳng. Quý khán giả, những sản phẩm từ nhựa resin thu hút tất cả chúng ta bởi vẻ đẹp của sự độc đáo, sự sáng tạo và cả sự tinh xảo. Để có được những sản phẩm đẹp như vậy thì những người thiết kế, những người thực hiện đã phải trải qua rất nhiều công đoạn và có sự kết hợp khéo léo giữa nhiều kỹ năng với nhau. Tất cả đều hướng đến cái đẹp và để phục vụ cho những người yêu thích sự mới lạ. Hải Chi hy vọng rằng qua tiết mục nghệ thuật và cuộc sống ngày hôm nay, quý khán giả đã có thêm nhiều sự lựa chọn thú vị cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống kỳ sau.